Má, cái gì mà đêm khuya tự nhiên không ngủ, nín ra ra khóc sầm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này, không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Có, con sợ. Má, con không có sợ ma, con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm, cha mày nghe được đó. Mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đâu nào mà không có thai. Chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này tao sợ. Trời ơi con ơi. Con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ ông mà nghe được cái thông tin này, trời ơi, việc trước nhất là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vôi lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi, má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ hư. Thế nào cũng cạo tao luôn. Má, ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi, đàn bà không có chân mày luôn á, tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu, chu di cũ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy, trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Dạ. Bây giờ qua tối đêm nay nghe không? Dạ. Qua tối đêm nay đi. Dạ. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Dạ. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Dạ. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi. Trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi thiệt, cái má sanh ra có hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của gì sao mà nó chép không vậy đó à. Trời ơi trời, sinh sao giờ vậy chứ sao giờ, muốn xuống tông cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Hey, không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được, nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc khích này là có chuyện nè. Sao tôi khổ má? Không có khổ, không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu, gì vô ngủ đi. Gì có chuyện gì không, em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Đi vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không, để tôi vô tôi hỏi anh hai. Gì? Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là loi đó chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng. À. Sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì. Trời ơi giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lại về, dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Còn mày ba... là em của tao, mày phải rồi, thương tao rồi, nha. Biết rồi. Út có nha, ba người mình bây giờ nè, mà không. Có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe. Chỉ ba người thôi nha. Rồi, biết rồi, tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra rồi tôi lo cho. Trời Út ơi. Dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Mà con đi ra ngoài đường, con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Chứ con đứng vậy, chứ con có chữa. Trời ơi, ai mà làm vậy được con. Chị ơi, bây giờ vậy nè. Vậy là có chồng mà hoài còn chưa có chữa được nữa đây nè. Dì ơi, bây giờ tôi lại gì? Bây giờ á, dì là em của tôi. Nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha. Con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa. Đừng cho ai biết nghe không? Con nhớ chim nghe. Con trên đó. Cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa? Má Út, bé Út. Dạ. Có chuyện nhiều ba người ở đây vui quá dạ. Không có chuyện gì đâu. Đâu có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe đi má. Má khổ lắm má. Má.
À, không. Tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không có khổ. Ủa, gì kỳ quá. Tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà nha, mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má để con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ, con đôi khi con quên cái giới tính của mình. À, thôi được rồi, má không nói được rồi. Thôi nha, tôi là kín miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết này, rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta vậy Út? Thì biết rồi, kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kín miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út. Thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, nói cái gì vậy dì? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. Trời ơi, nó chết rồi. Trời ơi. Dì ơi, con Út nó có thai. Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa không, mày làm tao rối con, mày đừng có nhảy nữa. Trời bây ơi, giờ mày nghe má là Long ơi. Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Trời ơi, Út ơi, sao mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được đâu Út ơi. Bất công quá mà má. Bất công quá mà cao sách. Đây nè, bây giờ vậy nha. Em, Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có 4 người thôi. Chỉ có 4 người. Có 4 người mình biết thôi đó. Má dặn nè, cô dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi, má khổ quá con ơi. Bây giờ giờ sao? Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Ừ. Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng rồi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được nói. Không có nói ra đâu. Dạ. Mà sao mình biết ơi. Với nhau thôi. Chỉ có 4 đứa mình biết thôi. Ừ, với nhau cũng không được nói nghe không chưa. Không có được nói ra đâu đó. Con hứa chỉ 4 đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Bây giờ phải sao nói gì hết trơn nha. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi rồi từ từ mình tính nha. Dạ. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. Chị hai. Má khổ quá. Không có làm chị khổ là lộ. Dạ dạ. Không có. Chuyện gì à? Dạ không có chuyện gì. Làm gì khổ? Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị vẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chi chị hai? Dạ dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Tôi, đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi còn. Nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị 20 mấy năm nay rồi nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con, chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý lại? Ha? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. À, mày là tự khai đó nha. Bây giờ đại gia đình mới biết là Dượng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mày đâu có hay yếu sinh lý. Trời ơi, mình ơi, sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy? Trời ơi trời, nhục quá. Mẹ, tới bây giờ cũng không biết tại sao Dượng có mất con. Sao giờ? Đàn lép. Tôi mang chiếc dép cho cha mày à. Không Dượng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe, không là không yên với tôi à? Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Không có chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Ta nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe, có chuyện gì? Hả? Có bầu. Có bầu. Chị hai ơi, sao những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai.
Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chỉ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tôi với tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tôi đem mà luộc ăn hết lộn rồi. Bà nghĩ sao tao như quỷ có chữa? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Hả? Bụng bự quá mà có cái chữa. Cái gì vậy Dượng? Nó sao mà có chữa được? Chứng đâu mà chữa? Có chứng mà. Chứng ông đậu con tôi chứ chứng. Trời ơi Dượng nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được? Đẻ đâu? Đẻ nách mà. Vậy chứ ai có chữa? Bánh bèo vô dụng vậy nè. Con ơi, trời. Con Út. Dạ. Con Út nó có chữa. Trời dạ. Ơi là dạ. Trời dạ. Ơi dạ. Út ơi dạ. Là Út ơi dạ. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có. Mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nè con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Có chuyện nói hả Dượng? Chết mẹ. Nó chưa có chồng mà. Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Bây giờ sao mày đây Dượng có ơi? Chồng mà mày có chữa. Chết rồi chết rồi. Chết rồi Dượng. Cha Dượng. Mày mà ổng biết nghe. Ổng cạo đầu hết cả cái nhà này. Ổng giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi. Bây giờ sao tôi khổ quá Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh binh thần võ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn giông bão đúng không hả Dượng? Thì bởi vậy nè. Ông anh hai tôi vợ ổng giữ nhất nhà đó mà biết một cái ổng giết cả nhà. Biết rồi. Vậy bây giờ mình phải tính kế nè. Dạ dạ. Bây giờ sao giờ Dượng? Thôi được rồi dạ. Bây giờ dù gì đi nữa tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe. Tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi nói dành cho gia đình này. Bây giờ đó anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Nếu mà anh hai anh biết thì chị nói á với anh hai á nếu có giết thì giết hết gia đình này trừ tôi ra. Vì tôi là rể mà tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Út đây tôi làm sao tôi vợ ông nè. Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi có gì hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Sao nói gì kỳ cục vậy? Nói vợ mình mà vậy á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Lẹ lên. Bây giờ đó ngày mơi. Chị với con Út. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Đi đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó ví dụ như ông quánh mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu mình ụp tóc giả lên liền. Trời ơi Dượng hay quá. Dượng hay quá. Dượng hay quá. Nói chuyện gì quê chết vậy trời. Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì? Bây giờ thôi đi Dượng, không giúp được cái gì hết. Bây giờ sao? Rồi rồi, tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. Phá thai đi. Phá đi. Ác quá. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai. Hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi. Tại sao chị đi rủa tôi? Chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết? Anh hai. Dượng ơi. Chứ sao vậy? Chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng giận mà. Dượng ơi khổ lắm rồi. Chết mẹ ổng vậy rồi, ổng vậy. Mày dậm chi cái ổng vậy tí chưa? Sao sao má giờ bình tĩnh đứng im đây hết để má vô giải quyết ba đây. Dạ rồi. Đứng im đó im lặng im lặng. Sao tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta xui xẻo ta vô làm rể nhà này chi vậy mà. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Gió mùa tu mẹ râu mà con ngủ năm canh chày tước đủ. Trời. Ở đây
riết hồi cái nhà này tao không biết là ru chồng hay ru con. Trời, xong dễ ngủ vô trời mới ru vô má, đó ngủ má. Dậy ngủ ba bảy ngủ rồi đừng có rần rần nữa. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này thôi, biết bây giờ thôi, vậy nghe đi chưa? Bây giờ tôi nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác hiểu không? Nhưng mà đặc biệt sao là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Có dính vào vô cổ cũng đừng có khai ngay giữa. Đúng rồi, nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi vừa ơi. Chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thai? Trời ơi, nó có 5 người biết sao chị vô trẫm gì kể chị anh chị vậy? Đâu, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thai là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái hay là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời, trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chữ quan mộng du dưỡng này. Áo Hường gì vậy Dượng? Bồng nó vô ngủ đi. Dượng nói sao vậy? Dượng có nhờ lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Ủa cha mày, mày yếu mà ngày nào cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ tao có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dượng ơi Dượng, mày đỡ nó lên coi tao đi đâu rồi. Long, đỡ nó vậy. Khổ quá. Hiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay. Chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dượng này. Né ra coi. Mày dạt ra bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À, theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời, mày chết mẹ mày luôn đi. Ê mất dạy, mày nói gì bóng muộn mày. Từ từ. Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói dỗi tông đường hả Dượng? Nè Hoa, vừa vừa phải phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, nói chị hai nè. Dượng, bây giờ nó không nói đàng hoàng tôi quýnh chết cha nó đó. Trời ơi mày nói ăn nói gì? Thôi thôi mà Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du. Hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nó ra đây nó nằm không ai bồng. Thằng này thì bồng không được. Tao mới bồng cho giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy đi. Tao nói cho mày biết nè. Dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Mình á mình. Nóng quá mà, nóng quá. Mình nóng tính quá. Nóng ba quá. Cái chuyện đó nó con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy? Qua. Quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi, mày chửa Dượng mày là BD, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ, đây chồng mà tự nhiên nói Dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đạp mày chết cha mày, vợ mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Dượng Hoài xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy.
sao tao vậy? Nói cho mày biết nha, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bà bằng chị. Mà mỗi lần á bà tao mà có lỗi gì nha, bà la lên á, bà chửi tao đó, tao phải vòng tay tao xin lỗi bà vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tôi đẻ, tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Tôi đẻ chứ. Dạ em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó, hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi, mọi chuyện ổn thỏa. Vậy đi. Dượng an tọa đi Dượng. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có. Mộng du đâu có lây. Không mộng du. Má khổ lắm. Quên. Má làm gì má khổ má? Không, má đâu có khổ, không má sướng lắm. Thôi, hai đứa con đi vô ngủ đi vô nha. Đi, vô ngủ nít, đi, vô đi, biết cái gì? Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Ừ, đúng rồi. Sao mà Dương nói không vậy? Không có liên quan gì tới mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình. Cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má phải nói ra để con biết con còn chia sẻ chứ. Tao tức quá đi. Con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi. Khổ quá trời. Nó chạy từ nơi mày rồi. Trời ơi. Mà mày có sao trời. Nhỏ. Trời ơi, tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi. Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi, mà bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ta. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bếp xếp và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi, bảy người biết thôi. Ông chạy rồi. Bây giờ làm gì vậy? Bây giờ sao vậy? Bình tĩnh bây giờ. Xếp hàng tập thể dục. Sao vậy? Làm sao vậy? Hai, ba. Sao vậy? Tăng tăng tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh nhắn thanh tịnh như vậy mà mọi người đã tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Trời ơi. Không có khổ gì hết ta. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. À dạ. Ô tắc tăng 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 tăng. Ô đẹp đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mỗi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh hả? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong hai hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Dạ. Tăng tăng tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh nhắn thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc ha? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên, nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Ồ tăng 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 quay nói tụi biết tại sao nó lại khóc ha? Em khổ lắm. Trời ơi, má khổ hoài. Má khổ hoài.
bà quý... khổ lắm, hoài bà khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm, mình em lãng xuống. Anh hai. Con Út nó nó gì Út? Để đó, trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Gì Út à? À anh hai à, thì... Tôi biết. Dạ. Trong nhà này dì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thành vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. Tao lại ăn hủ tiếu cũng được tự nhiên rồi ăn phở cái gì vậy trời ơi. Cái gì mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Mua phở không có được hủ tiếu có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì nó cho nó ăn cái nấy chứ sao anh mắc cười quá anh ơi. Mắc cười gì? Vô lý. Vô lý sao được vô lý? Nó có chữa nó thích ăn gì vậy trời. Trời ơi, vô ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, bằng ơi. Tại sao giữa đêm khuya thanh giang? Cái gì vậy? Bằng Út nó lại khó chữa. Trời ơi, nghe xong hết thanh hết trắng nổi rồi. Bằng ơi, bằng. Mình giết em đi, mình em cái giải gì? Con không giỏi. Mình giết em, mình ơi, mình giết ba. Mà tính ra, ba đừng có giết má ơi. Lỗi tại con nè, con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em cho nói đại, nói đại đi. Nói. Ờ, đúng rồi, ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói, con xin lỗi ba. Dạ, dạ thưa ba, thằng Tâm nó nhỏ dại nó không biết chuyện gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy em? Anh chị. Sao? Dạ, dạ. Ba. Ba đừng trách anh hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi. Ba giết con đi ba. Mình em đi. Mình ơi, mình tỉnh mình ơi. Mình tỉnh nha. Mình tin mình mà. Anh hai. Cái gì? Anh hai, em quỳ em xin lỗi anh mà anh hai ơi. Cái này là lỗi tại em. Em là dì của con Út. Mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó chữa hoàng. Bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi sao giết vậy? Anh hai. Cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai. Anh giết em đi. Anh giết em cái gì đi vậy? Em dạy anh. Anh giết em đi. Em dạy anh. Anh giết anh em đây đi. Anh hai. Lôi ra nè. Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tuồn quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Thôi mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị bê đê. Sao? Hồng cánh sen. Ai bà hết á. Mai quần kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải tôi may bà ba đó, cái dư định may cái quần xà lõn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình. Bình tĩnh mình thôi. Bình tĩnh đi. Dạ. Thôi anh hai đây, cả gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy, anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường, lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Vậy vô? Nói gì vậy? Nói gì đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có rê nha. Tầm bậy tầm bạ thêm chữ rê vô làm chi được chữ thôi à. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy: không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? Bỏ đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà bỏ đi. Bỏ, tôi người ngoài, có biết không nghe. Bỏ.
mình ơi. Còn Út. Ba ơi, ba. Phương lên đây. Dạ. Bắt chặt ba. Phương lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Dựng làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học? Tới ngày hôm nay, cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi, mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên, tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh, hai câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi, Dượng ơi. Bình tĩnh mình ơi, bình tĩnh. Trời ơi, tôi khổ quá mà trời ơi. Bình tĩnh đi mình ơi. Thành đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao là có thai? Dạ, dạ. Tại sao? Dạ, dạ, tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. Rồi sao nữa? À, anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường, tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em về một cái được không? À, dạ, dạ. Đừng có la mà. Rồi sao nữa? Không. Hả? Dạ xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con. Xong cái con không chịu con giật lại. Cái rồi, nắm chặt hơn nữa. À? Cái nắm chặt hơn nữa, ừ. Con không chịu con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thai. Trời ơi. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Sao rảnh thì trời ơi, nó cài mấy chục năm con chưa có. Đâu ra mà nắm mặt con. Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây này. Chuyện gì đâu vậy trời ơi. Muốn xỉu muốn chết chứ đó. Một cả đêm đây nè trời ơi. À nhà thức trắng gì mày Út ơi. Mày làm sao mà nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai. Nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu? Con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Chuyện có cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết. Được. Mày chan ra đi. Được. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Được mà. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi, để tôi nói chuyện. Sao đúng? Hả? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, học trên uy tín rồi này nọ. Đặng chi nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy á. Nha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt này đó tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi. Tụi làm gì mà Dượng thù mấy chục năm không? Tụi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về chứ đó có ai gói đùm về không hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để. Tại sao đập tivi hả? Đập đi. Thôi bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập đó? Đây, nồi cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16 có nơi dập cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không?
Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ôi Dưỡng ơi, nói gì vậy? Tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à? Thôi mà, cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Đúng đi. Cười lên. Cười. Vậy phải được không? Còn con Út? Dạ. Út. Ba má con á không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời hả? Ơi Dượng ơi, cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy Dượng? Cái gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nói rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Rồi, được rồi. Thôi, được rồi. À, bây giờ mở. Trời lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện nó cho nó hiểu lầm thôi. Bây giờ. Sao cho? Mình không phải đi ngủ. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Đi vô ngủ ra rồi đi. Có gì quá. Trơn á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má, dì Dượng. Vậy dì anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không. Gơm, đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà sơ. Gơm năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốt mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời, gơm sao xui thế nhỉ? Qua em đi chùa hương hoa cỏ. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Ô chào chị. Chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bỏ. Không, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng. Dạ. Thế trước con ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. À. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ, con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi này mày con có chồng rồi được không á? Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi hả thầy? Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tầm con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Nha. Mà tôi sợ bonus nó đến nó túm cỏ xong tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời mệt bở gã hơi tai, khách đông quá. Ôi giời. Dạ thầy, con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhé. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí.
cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tông gầy teo cái thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, tại vì cũng ốm nhơ ốm nhắc cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền á. Ốm đau gì ở đây? Gầy vậy tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Chứ tôi gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay, chả ma là nó nâng khăn sửa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ. Thế phải ăn vào chứ nó có da có thịt chứ. Thầy nói con ăn nhiều cho mập luôn mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Tôi không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì nòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi coi bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời. Không phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, hiểu không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là Gia Cát Lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là Gia Cát Lạng đấy. Thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam. Tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc, làm sao con nói được? Ôi cô hay nhỉ. Đây thì mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin là phải nói giọng Bắc mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe. Cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này. Có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi thì dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không ơi. Không may mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt đấy, cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn đó thầy. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây, muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giái hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy cũng đủ đi xe. 10 đồng. Tăng tí. 20. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Better. Mà không biết ổng coi đúng không. Nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao. Thôi, mình đặt 1 đồng. Đó. Cái này cô ơi. Ôi, xe ở đây 3 cái đĩa, sao cô bỏ 1 cái thế? Trời ơi, coi 1 cái thôi, tự nhiên cái đĩa con bỏ 3 cái rồi, sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này thì phải đúng lễ thì thôi, chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm ơi, nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi, tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ, thầy coi sai làm sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi, bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra, đâm ra tôi dở người, chả dại thế. Thôi, đừng nói nhiều nữa, để con bỏ cho. Tao bỏ cho mình biết, 5 đồng, 10 đồng. Ừ, thôi, thế rồi, bỏ xong đủ 3 đĩa chưa?
đủ rồi, phụ soát nếu mà lẹ lẹ lên đi cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không có chửi con. Xuống thành khẩn cho khách đi. Dạ con thành khẩn. Ờ đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy như cũng biết cay mắt vậy. Thấy như không cay thầy ứng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em là em là em. Thế con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ vậy? Mày bổ đâu? Mày bổ lắm thế. Mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy. Hả? Trời ơi. Thầy đuôi chứ. Mày bảo thì mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Ngớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đùi mà cũng biết người ta đưa cái chảo vô mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ luôn. Tâm mồm, để con khấn này bảo. Con lạy ba ba ở trên ngàn nghe lời thầy khấn với trần giang bà về bà xã nằm mà xa nỗi xa mẹ ý, mà xa nằm xa nú xa mê mà trần giang bà về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà. Xong chưa mày quá vậy rồi. Con lại xong rồi ạ. Mày lại xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Lạy thanh bạch bái lạy thanh vạn bái dạ lạy các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con lạy tam phường chín hướng thương cho đệ tử con là phi nhung dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà con mới ế chồng mà. Gớm mày phải nói thế thanh mới thương chứ lị sao mày rốt thế nhỉ. Mình gạt thánh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ thì. Mày đi xin lộc thánh mày chủ yếu là phải thánh mày cho lộc mày. Mày lừa thánh thánh mới thương mày gớm con để rốt thế. Này bây giờ tao bắt đầu gieo quẻ. Ủa mà thầy gieo quẻ bằng gì vậy? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiểu có cái câu như thế này. Mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiểu nó có cái câu này hay lắm này này. Dầu dầu ngọn cỏ bên đường này. À, sầu chè chè nắm đất bên đường dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là tả đạm tiên ngày xưa là gái giang hồ. Thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Đúng không? Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói đi, bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đấy, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy. Xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá. Cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thiệt hả thầy? Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại chờ cho con lại con lật thiệt để cho con lấy chồng. Chứ con cũng ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, trang đặt đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày. Dài năm tắc rộng thân mười thứ cao thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài. Vài năm tắc rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô congratulation. Thế có tài. Thế nào lâm lay cô cũng có chồng. Trời ơi. Con mà có chồng á hả là con bao trời thầy một chầu xin liền á.
Này mẹ mày lấy cái lưỡi câu mày móc mẹ trong họng ra đấy. Chứ mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem cine hả mày? Con... Bây giờ thì này... Con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe à. Thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con là thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này. Năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Đâu? Thế đây này, cái câu đầu tiên đây này, cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì. Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được rồi nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nhá, giàu lắm cô à. Vậy chị vậy ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không? Gương mà có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn ra ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này. Vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước, nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa. Vậy thầy nói nó ở trên núi hả nhà? Ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào, cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm á thầy. Thôi xem bằng ấy được rồi. Mệt lắm rồi. Thì xem nữa hả thầy? Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi vậy. Vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuôi thiệt rồi. Bỏ giá trời trong đuôi chết luôn. Thế mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá. Thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy. Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trời ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày ra. Ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi. Con ruồi gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à trời. Vào ruồi. Dạ. Đấy dạ không phải, con xin lỗi thầy, tại vì con thử thôi, tại vì con tưởng thầy giả bộ á, con tưởng thầy giả bộ đuôi á, ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm, ai mà con giả xin... bờ tự dưng đang mắt sáng không muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy, con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng thì ta bói làm gì cho bị mất một mấy thằng bạc tưởng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày đã khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Cảm Tết vui vẻ cô nha.
lắp giùm tôi đi. Trời tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy công đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông gì à. Rồi ở nhà tôi á, tôi lăn lộn tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích chao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói con đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng, mình đem qua dặn bụng chồng bà liền, đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận cha chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Gì? Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ? Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, cho anh ở nhà cho em miếng đi. Vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm đây tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gìn gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gìn gia đình bà làm gì tôi biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rầu tôi xin nửa miếng để ra nửa cục, ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật các bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời đó rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... Khổ tâm. Ây cha. Về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chín rồi, mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao, cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó tôi nói thiệt với chị, bình thường tôi không chị bao thường giờ mà tôi cảm giác dỗ dỗ nó lên lại dỗ lên đó. Trời đất ơi, mà khổ cực có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa, khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây này à, cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á, có vợ bé chắc hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu, chồng tôi dở gì mà ổng dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị thì phải nghiên cứu là đúng. Tỏ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Nó lùa lên lựa cái nào đó. Lên lần cá túng, cái mà lựa cá tươi, ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à? Không có đâu. Đàn ông bây giờ. Vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm rồi nha. Thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhanh nhánh ông chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi, chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin.
súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó nha. Đó đó, cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè, thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng ổng gì? Mà chẳng lẽ ông đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trườn xuống cái giường, cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu. Ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết. Trời thấy không? Trời ơi, cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả? Nó còn cái gì nữa? À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết thì nhé, ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cây tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng là bà nội. Ổng đi phà phà tới nhà nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra. Ổng giục cây tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Mày hiểu chưa? Lần nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống với nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đứng gần tôi, bà đừng lấy cái khùng của người tôi nè bà nội. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó xuống hay chơi công khai nó xuống? Tất lén, tất nhiên là lén lúc nó phải xuống rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao, bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi, thấy không? Thấy tôi không body hết thảy, ra ngoài bờ xăm tống lộ thiên không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè, tôi quay lại tôi đứng ở trong tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tắm gần tiếng nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Thì có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy không phải là ở dài đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Sao kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa, là hả, tôi xé ổng ra, tôi băm làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não, thấy không? Phải xài bằng cái này chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô má chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Không, dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Tôi rảnh ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là, không lẽ gì, chị là vợ bé của chồng tôi? Sao bà rành chồng tôi vậy? Bà nào cái bà nói là bà không có. Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà luôn, lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Nhưng bây giờ vậy là coi như là chị không phải, phải không? Phải, bị bả không à? Không nói phải em chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa, ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn vịt ăn là tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm, bực trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Trời ơi, tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không, phải dùng não, dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha, ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố? Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha, rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó quánh mỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có, hình như chắc, chắc chắn có, chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ, có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối.
Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là nó sực dầu thơm thôi. Còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối, con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ ba vô cạp chuối thôi. Trời ơi. Chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xin xáo luôn. Chết rồi, chứ bây giờ tôi thấy sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu vậy, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương xáo đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à. Không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á trời. Đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn em có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ, ổng đẹp lộng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy. Hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện thì bà hãy bùng phát lên. Ê bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Ăn cơm xong giờ dám bê ra ngoài đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối ra tô cơm đó bà. Bà gan quá. Thấy không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được. Rao. Ê, nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Kêu tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la, la la la, la 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 la. Ông làm gì vậy? Hít gió. Hít gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, hít gió không ra hơi mà cứ phụt. Mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi, đúng rồi, chính nó luôn rồi, quần này áo kia, trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè, quay lại tôi coi, trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa, trời ơi, bỏ áo vô quần ha, trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịch nữa mới ghê chứ trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời, có vấn đề rồi. Ủa con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm mình nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì đó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn. Bởi sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tôi ăn mặc gì kệ cha tôi. Như cái hộp chị màu vậy bà nội. Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè.
với tao tháng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi, bà chơi nguyên cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh, còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường rồi chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Thì không biết bữa nay bả làm sao á. Về đúng căng nhăn, căng nhăn. Tự nhiên căng nhăn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt, thời nhìn gia gì? Đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo jean nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám mang jean nịch mà. Anh đừng có thào lao nha. Ai mà ở trường mà đeo jean nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Thương hiệu gì? Đây nè, làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ, cũng mà đặng nói. Ê, bà ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nó nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói là tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá. Bỏ đi đây. Anh từ cái xạo ha. Anh thứ sáu ha. Sáu bảnh mà người ta kêu anh bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có gây ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ á. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi diện nha. Ê, không có được. Nói rồi hỏi tới cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vì hơi tôi bị thay đổi thì sao? Không thể nào nhìn được. Không, không. Mày kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải vận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước kia hai tay đặt lên ngực,
đặt lên ngực. Ngực trên này đâu nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi, bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ 87 bằng ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha, có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống nước, nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài tập thì tập cứ lặng quá. Rồi, không có nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu, tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Đúng rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bài tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bài tập gì? Tập yoga. Không được có tào lao. Yoga là ngồi như vậy nè. Nè. Thiền, tao đem đưa gai tôi thử thì có. Tao lâu. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập mấy tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên, bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy, lòi ra lum ghê quá. Bà không ngực cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Không bảo ngực cái gì? Biết rồi, bây giờ tôi nói anh nghe nè, bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình. Anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô. Thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hôn nạ là phụ nữ là gì? Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lựa đó? À, trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mớ tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tôi... của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ ở đó bà đi ra khỏi giờ tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà. Đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong. Có nhiều lúc ta ngưng tụng tại sao không chịu ngưng quét? Ờ, ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi! Là ông bao nhiêu năm nay
còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hết. Thôi khỏi đi ha. Thôi bòi à. Nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh 7 tiếng. Nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè, tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tương vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục mới vô đội đá banh luôn, đâu có được. Ông có 8 đứa, giờ thêm hai thằng trai rất rớt. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi, quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi, giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi, trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này, thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nào có gọi là cái gì đâu không? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Ờ. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa? Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao giờ? Thì đó, thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay nha, niệm Phật nha. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia, mình đâu có làm ác ta được. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ bây giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói vậy, giờ nói chuyện bà làm sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp rồi. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà, cái nhà mới lội mặt chuột. Ông á, cái nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đối với tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời bà sai. Ông sai, đến, ông sai. Đến chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện. Có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô, có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn đi vậy. Bà bậy bạ à. Gia đình ta gây lộn tự nhiên là xúi đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hãy cho. Cái gì vậy? Ông đúng, tôi phải ly dị với bà. Đúng, ly dị thì ly dị. Nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài á nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần đó. Chị một phần, anh một phần đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao, nghĩ sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần ông phần, còn tôi đứng đây để chó ăn sao? 4 phần, tôi phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy? Tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à? Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói ông sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả? Ông á, tôi biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàng. Hả? Ừ. Ai? Ai nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàng? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàng? Ai nói? Anh bảy. Bảy hả? Rồi con a cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Quét lá. Chui hai đứa lại. Đưa đây. Chị Tám. Trước cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Tụng kinh mà chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó. Bị bệnh quan tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Rồi lo. Thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo.
hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn, tôi nói vậy thôi. Rảnh quá. Ở không rồi đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi có phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hai người rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, em có gì đâu móc. Nào em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa, móc cái đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười. Cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo. Hả? Gì? 6 hả? Ừ nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn ra giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà 6. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay ngay nhà 6 nha, tôi qua ông 10 nha. Đi liền nha. Ráp về cái này thông. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Chuyện qua trời qua đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe. Không phải là hàng xóm láng giềng là không tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà. Thì đây cũng cái lỗ do ông lanh canh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nó không nên lời cái đá hết gì đó chơi. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ. Tôi nó động thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Hát bài cho mà hả? Bài gì? Nha, gọi là cái gì? Bài gì đó. Rồi anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau anh bảy chị tám chơi cười, hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em xem. Cái gì vậy? Tôi rẻ đúng vậy hả? Trời lộn, trăm năm ông nội ơi. Mà hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. À, đúng không chị? Ủa? Hả? Nãy nó chứ tôi bỏ vậy chưa có để vô, có bỏ tôi cái à, giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không hết hai ca lần siro uống mà cho nó vững tràng ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chữ đó. Tôi chữ cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cù chỏ cái tôi đã vét đùm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi, đáng đời, nhiều chuyện. Nhiều chuyện, xàm xí.